ca tử vong đầu tiên trên thế giới liên quan đến virus H5N2. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên ở người liên quan tới chủng cúm gia cầm H5N2 xảy ra tại Mexico. Bệnh nhân này không có tiền sử tiếp xúc với gia cầm hoặc các động vật khác và có nhiều bệnh lý nền. Theo thông báo của WHO, ca tử vong là nam giới, 59 tuổi, nhiễm cúm gia cầm H5N2. Bệnh nhân nhập viện ngày 24 tháng 4 và qua đời trong cùng ngày với các triệu chứng sốt, khó thở, tiêu chảy và buồn nôn. Tuy nhiên, hiện chưa rõ bằng cách nào bệnh nhân bị nhiễm cúm gà dù các ca cúm H5N2 đã xuất hiện trên gia cầm tại Mexico. WHO cho hay, mặc dù Mexico từ tháng 3 vừa qua đã ghi nhận nhiều trường hợp gia cầm nhiễm cúm H5N2 và một số đợt bùng phát, đây là ca nhiễm cúm H5N2 đầu tiên ở người được xác nhận trên toàn cầu. Các nhà khoa học nói rằng ca bệnh không liên quan đợt dịch H5N1 tại Mỹ, đến nay đã nhiễm cho 3 người làm việc tại các nông trại. Các nhà chức trách nói không có trường hợp nào bị nhiễm từ người sang người và mầm bệnh chỉ nhảy từ gia súc sang người. Theo WHO, cho đến nay chưa thể xác định sự liên quan giữa ca nhiễm bệnh ở người và sự lây lan virus H5N2 ở gia cầm. WHO cũng nhận định nguy cơ này đối với con người ở mức thấp.